Vâng, xin chào tất cả các bác nhá. Mấy ngày hôm qua em đăng cái video giới thiệu cái dòng đẩy MG của Mỹ này, công suất 850W, 850W một kênh như này. Thì nhiều bác điện thoại cho cửa hàng em ý là muốn mua nhưng mà đang còn nghi ngờ về cái công suất thực của cái dòng đẩy này. Thì ngày hôm nay em sẽ làm cái video này để phúc đáp cho tất cả các bác. Thứ nhất là về cái vấn đề khỏe thật hay không, công suất thực của nó khỏe hay không, có đúng là như em đánh đòn bảo là con đẩy này đánh được 2 đôi bát 40 hoặc là 1 phút đôi bát 40 hay không, thì các bác vui lòng là lại phần sau của video này thì coi cái video em test thực tế con đẩy này tại cửa hàng em và đánh thực tế luôn giờ để làm một cái điều thực tế. Còn cái phần đầu video này em xin dành những ít phút để mà giới thiệu cho các bác nghe về cái tại sao con đẩy này, chỉ cho các bác thấy là tại sao con đẩy này nó khỏe như thế và công suất thực của nó là như thế nào. Thì chúng ta sẽ đi về cái thứ nhất là chúng ta sẽ đi về cái nội thất của nó. Một số bác đi mua đẩy đấy, chúng ta quen rằng là chúng ta quen một cách điều rất là cơ bản là chúng ta hay đi đếm xò. Một số bác là cứ đếm là nhiều xò là khỏe, bao nhiêu xò là khỏe, và cái xò của nó càng nhiều xò các bác cứ nghĩ là càng khỏe đấy. Tuy nhiên cái điều đó thì nó đúng với ngày xưa thôi, đối với cái thời là công nghệ 2.0, hiện nay là chúng ta lại lưu ý là công nghệ 4.0 rồi. Đẩy chúng ta không cần nhiều xò vẫn khỏe, đẩy không cần nhiều linh kiện vẫn khỏe. Một cái minh chứng rất là dễ gặp hiện nay chúng ta thấy ngày xưa cái điện thoại nó rất là to đúng không, điện thoại di động nó rất là to, rất là nhiều linh kiện, nhưng hiện nay là điện thoại di động bây giờ nó lại càng ngày nó càng bé lại, bo nó bé lại, tất cả linh kiện nó lại càng ngày nó càng bé lại và bo mạch nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà hiệu suất nó cao hơn, hiệu năng nó cao hơn, tốc độ nó cao hơn, tất cả mọi thứ nó đều cao hơn đối với ngày xưa. Chúng ta về âm thanh thì nó cũng thế thôi, ngày xưa thì cứ đẩy nhiều xò nó là khỏe, nhưng hiện nay nó lại vấn đề này hiện nay là nó không đúng đối với hiện nay nữa. Nhiều xò đồng nghĩa với lại là công nghệ cũ và nó sẽ không khỏe. Chúng ta lưu ý là như thế. Thì cái dòng đẩy này thì khi các bác nhìn vào cái bo mạch của nó thì chúng ta không thể đánh giá được cái vấn đề gì nếu như chúng ta không phải người chuyên sâu về công nghệ, không phải người mà nắm bắt công nghệ tốt. Các bác lưu ý rằng là các bác sẽ tìm trên thị trường không bao giờ có một con đẩy nào class D mà có cái mạch nó khủng cả. Chúng ta sẽ thấy này, em sẽ gọi cho bác này, đây mạch class D này, tất cả những cái đẩy class D đây, nó mạch nó rất là đơn giản như thế này thôi, đây như thế này đây, 800W đây đấy, nó có một bo như thế này thôi, thậm chí là cả nguồn luôn, con này còn có cái nguồn nằm rời đấy đúng không. Tiếp theo là chúng ta sẽ để rất là nhiều về class D, cái này những cái là class D chúng ta sẽ nhìn xem là chúng ta sẽ thấy mà. Đấy, em sẽ chỉ các bác những cái vạch class D đây, nó rất là ít, những cái mà nhiều xò này là class H này, cái này là class TD này, cái vô tay này, cái này là class TD này, không phải class D nữa. Class D nó rất là nhỏ gọn đấy, những con đẩy class D đây, class D đây đấy, giống như con này, con này thì nó lại còn ít hơn nữa đúng không. Đấy, đây class D đây, rất là bé các bác, rất là bé luôn, nó không to, tức là cái dòng mạch của nó phải nói là bé nhất. Còn các bác không bao giờ, các bác không bao giờ mà nhìn thấy một cái đẩy một cái class D mà bảo là nó nhiều linh kiện cả nhá, rất là ít linh kiện thôi. Đây em sẽ cho bác xem một số các cái mạch class D điển hình cho bác xem này. Đây class D này, đây là 2 4 kênh này, 2 bo giống nhau, tức là một bo nó chỉ có tầm một nấy thôi này, đây một bo nó chỉ tầm một nửa như thế này thôi. Đấy, công suất của nó là có khi là 800W đến 1000W. Đây bo mạch class D đây. Đấy, nó rất là bé như thế này thôi. Đấy, bo class D đấy, nó như thế này đấy các bác ạ. Nó như một con CPU của máy tính, một cái bo của máy tính thôi, rất là nhỏ gọn. Đây nữa, class D đây. Đấy, một cái bo công suất đây, rất là thế này thôi. Thì các bác để ý là cái bản chất cái mạch class D nó không bao giờ nó to, các bác muốn mua mạch công suất to mà khủng thì không có ở đây. Đấy, cho nên mà các bác bảo là muốn tìm mua mạch class D mà có linh kiện nhiều hoặc là bo nó khủng thì không có, chúng ta chỉ mua cả class AB hoặc cả class H thôi. Đấy, cái vấn đề thứ hai này chúng ta sẽ thấy là con đẩy đây tại sao nó khỏe ở đây. Em mà nó chạy trên nền tảng class D nhưng mà thực sự là chúng ta phải để ý cái nguồn của nó này, cái nguồn nó rất là to. Đấy, bình thường như là cái nguồn sung thì nó có lẽ là nó chỉ có bằng cái nấy thôi, nhưng mà con này là nguồn tăng phô, tăng phô thì nó rất là bền. Đấy, nguồn này bền. Đấy, bền, mà thứ hai nữa là cái nguồn này to, nguồn nó lớn, nhưng mà lớn cũng chưa bằng class H. Nếu như mà class H mà 800W thì cái nguồn nó phải to hơn. Class H thì
cái hiệu suất của nó không bằng class AB, class D được. Class H thì nó cái hiệu suất nó rơi vào tầm khoảng 6-70% thôi, nhưng class D thì nó tới tầm khoảng 90%. Tức là sao? Cái nguồn này công suất của nó ví dụ như là sản sinh ra công suất là 2000W, thì 1000W thì giả sử cái nguồn này là công suất 1000W thì nó sản sinh ra được cái hiệu suất khoảng 90% ra ngoài loa, thì nó rơi vào tầm 90%. Đấy, cho nên mà nó khỏe. Đấy, do cái hiệu suất cho nên mà cái class D ấy, thứ nhất là hiệu suất nó cao, cho nên cái nguồn của nó cũng không cần to, nhưng mà con nguồn này khá là to các bác nhé. Và trở lại cái mạch này một tí nữa, chúng ta sẽ thấy là cái lợi ích của cái cơ mạch này thì nó rất là, như em vẫn nói đấy, nó rất là êm. Có một cái quạt chạy đây thôi, một cái quạt bé tí chạy đây thôi. Đấy, chạy và cái hệ thống tản nhiệt nó rất là bé, nó chạy êm và hệ mát. Các bác có thể là chạy 24/7, 365 ngày trên năm, là cái quạt này, cái dòng này cũng không bao giờ nó nóng cả, rất là mát. Đấy, cái dòng mát. Và cái điều đặc điểm là cái công suất, tức là một cái trả lời của bác là vậy là cái linh kiện nó như thế này thì công suất nó sản sinh từ đâu ra? Nó không có xòa, dòng này không thấy xòa thì công suất ở đâu? Vì là công suất các bác cứ nghĩ là phải sinh ra từ xòa. Xin thưa các bác là công suất không phải là sinh ra từ xòa nữa, dòng này sinh ra từ MOSFET, tức là nó giống như một con CPU các bác. Giải thích là nó như thế, nó là một con dạng CPU bình thường, là nó chạy là con xòa, là con gọi là DIO, là bán dẫn, đúng không? DIO bán dẫn thì nó so qua con nó, nhưng con dòng này nó cao cấp hơn, nó chạy dạng là như CPU, nó sản sinh năng lượng nó từ những cái con MOSFET như thế. Thì cái con MOSFET này thì nó cũng giống như là dạng chúng ta gọi là CPU bình thường, chúng ta là ví dụ như là bên coi i3, coi i5, coi i7 á, thì cái cùng một cái bo mạch như thế, nhưng mà con MOSFET nó to hơn thì công suất nó sẽ to hơn. Đấy, các bác đi lắp máy tính các bác biết rồi không? Các bác lắp một con máy tính cây dùng coi i3 thì cái nguồn các bác mua thì nó sẽ bé hơn, đúng không? Các bác mua cái cây máy tính lắp quần coi i7 thì cái nguồn cấp điện cho nó các bác phải mua to hơn, thì cái con này nó cũng như thế. Các bác ví dụ như nó chạy con sò, con MOSFET thấp hơn thì nó cần cái nguồn nó bé hơn thôi, không cần to. Ví dụ con MOSFET to hơn thì cái nguồn nó phải to hơn, nó tương tự như thế thôi. Đấy, em giải thích rất là để hiểu cho các bác thế thôi. Nó do là giống như là chúng ta chạy cái con MOSFET này đời cao hay đời thấp, giống như là chúng ta máy tính chúng ta chạy coi i3, coi i5, coi i7. Đấy, giống như điện thoại cũng thế, giống như điện thoại iPhone chúng ta là chạy tiếp A8, A9, A10 gì đấy. Đấy, thì nó tương tự như thế, thì cái nguồn nó tương ứng như thế thôi. Cho nên mà các bác đừng có thắc mắc tại sao cái ruột nó như thế này mà nó khỏe là phải. Còn bây giờ mời các bác xem cái bản test của nó, xem đúng nó khỏe thật hay không nhá. Đấy, chào các bác nhá, đây em sẽ test cho các bác cường nội công đủ phân đẩy MG này. Đây, em đang dùng đây là con 850 đánh 1/40 với 1/35. Công suất của đây là coi như là 2/40, tại vì cái bát 35 kia là bát rất là to. Công suất của nó là coi như là 2/40 á. Đấy, em đánh cho các bác nghe thử. Yeah.
đó đánh hai đồ loa này hợp nhau phết đấy. Đánh kinh khủng luôn. Đánh đúng là đánh đồng phà gần nhau, đồng phà đánh ác. Đánh không cần dùng súp luôn đấy. Đánh bắt kinh khủng. Đá. Rung hình luôn này. Thế thoại này rung hình luôn này. Rung hình luôn này. Đấy. Nó không cần một loại nhưng mà đồng phà này. Nó không đủ đánh chiếc.